mà các bạn đọc tựa đề thì các bạn đã biết được là nhà máy Hoi đi đâu rồi đúng không? Tới xong nói là biết. À, tới xong nói rồi biết ha. Đây, mày thôi có bánh mì baguette với lại nhân để làm bánh mì dân tổ. Đó. Bạn nào mà chưa biết bánh mì dân tổ là cái gì thì coi video của Mai Khôi trước ha. Video Mai Khôi sẽ bỏ đường link cho các bạn coi ha. Đây Mai Khôi làm và đem theo ăn. Ừ, Mai Khôi sẽ làm. Thì nhanh ha, làm bánh mì ăn thì rất là nhanh. À, mất khoảng nói chung từ lúc xuống làm đồ ăn rồi ăn là khoảng nửa tiếng thôi. À, đòi thắt dây. Nửa tiếng thôi, còn bây giờ các bạn á phải đi nhà hàng á là phải ra khỏi xa lộ rồi đi kiếm nhà hàng rồi vào ngồi đợi đồ ăn rồi ăn xong rồi ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Cho nên là nhà Mai Khôi đi thì thường tiết kiệm thời gian là sẽ đem theo đồ ăn đi vào những cây xăng ở trên xa lộ đó. Rồi nó có để những cái bàn ghế như hồi nãy đó, để mình ngồi mình ăn á, thì sẽ đỡ mất thời gian hơn, dành thời gian để mình đi chơi cho được nhiều. Đó. Rồi, bây giờ ba mẹ con hả? Ba mẹ con giống nhau. Ba mẹ con đi với nhau. Rồi sao nữa? Ba mẹ con đi sập khi. Ở đây có một con thuyền người ta đậu ở đây mà không biết sao ta đậu ở đây ta. Hay là được vào. Không có được vào đâu. Đó là đó. Mà không biết. Con nói có chó trước. Chợ cá ha, coi cho các bạn xem chợ cá ở Houston nó như thế nào nha.
luôn để sao nó mới trong chợ cá ra thì các bạn thấy người ta bán cũng rất là nhiều cá ha, nhưng mà nhiều nhất là cái tôm mà đen đen á, tôm cái tôm khi á là nhiều nhất. Đây tới biển rồi, thấy cát trắng rồi ha. Trong này là các nhà ở ấp ạ, chung cư, có con chim nè, biển. Ở nhà mấy cô sẽ ngồi đây cho hai đứa nhỏ nó chơi cát, tại vì biển ở Bỉ là không có tắm được nha các bạn. Biển miền Bắc á, cho nên là nó lạnh lắm, không có tắm được. Nhưng mà nhiều người người ta vẫn mặc đồ tắm này nọ để ta ra ta phơi nắng á, nhưng mà nhà mấy khối không có nhu cầu phơi nắng. Rồi lát nữa sẽ đi về lấy phòng khách sạn để ở lại đó. Đây là xung quanh biển. Chỗ để bỏ áo quần. Đây có một cái giường. À chắc này giường lớn nè. Rồi vào đây là có ô giường 3 tầng luôn. Giường này giường 3 tầng. Ồ đẹp quá. Đây có bếp. Đây bàn ăn. Rồi đây là bàn khách. Tủ kệ tivi. Có tivi nữa. Có bàn ghế ngồi ăn ở ngoài. We have a cooking house.
Tatejas. Đây, có bức tranh biển. Con cả máy nướng nè. Có máy nướng nè, có muỗng, dao, nĩa gì đầy đủ hết á. Có máy cà phê, máy nấu nước nóng, bếp điện từ, chén dĩa. Này là ly. Rồi tô to. Ly cà phê, ly rượu với lại máy nướng bánh mì. Cái máy rửa chén luôn. Này thùng rác. Này là gì đây? Toilet. Toilet với nhà tắm. Không có điện ta, hay tự động? Không, không phải tự động đâu. Không cần. Đây, máy khơi. Cái hút bụi cho mình luôn nè. Còn đây là cái kệ để đựng giày dép, áo quần gì đó. À, có nồi luôn, có nồi nấu luôn các bạn. Nói chung là người ta để đồ giống như là cho một gia đình vậy đó. Để mấy cái này để mình bỏ hoa, bỏ nến vậy đó. Đó, nói chung là nhà Mai Khôi mới tới đây và sẽ ở đây là 3 ngày 2 đêm. Giá thì Mai Khôi không có biết, tại vì chồng Mai Khôi đặt không có biết. Mà nói chung là không có đắt đâu các bạn.